Chào qua các bác nhé. Hôm nay thì có một cái cây đỗ quyên chia cho các bác. Đây, cây này hôm qua mới về nhá. Cây cũng khá là đẹp luôn. Cây này cao tầm 1m4, 1m3 gì đó nhá. Cây này giá bán của nó là 300k nha các bác nhá. Như thế của nó rất là dài luôn. 300k cho cây cày này nhá. Cái này là đỗ quyên hoa đỏ nhá. Cái em thấy bên này có một cái nụ sao mà đâu rồi, không phải đây, nó đang làm nụ đây. Cái này nó đang làm nụ nó này. Đấy, bắt đầu mà siêu thần thì cứ nhá em nhá. Em để số điện thoại trên để số điện thoại Zalo trên tiêu đề nhé các bác nhé.